Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của anh Tài. Ngày hôm nay lâu lắm rồi mới làm vlog dành cho anh em. Hôm nay là một ngày trời mưa gió bão bùng thì mình sẽ có một cuộc hẹn với một người khá đặc biệt đã từng xuất hiện trong video hát của người lạ của mình. Và hôm nay mình với bạn ấy sẽ đi đến một shop đàn và các bạn hãy chờ xem bạn ấy là ai nhá. Đi theo mình. Hiện tại đây là công ty của mình. Hiện tại bạn ấy đang stream. Xong chưa? Okay. Xong rồi, vừa mới like xong. Đi. Tao đấy. Đi thôi. Quay vlog đi nha. Đi. Đi đâu ấy? Là gì? Đi mua đàn hôm qua bảo ấy. Mua đàn? Ừ. Tưởng nói giỡn. Giỡn thì nói thật. Anh đi xem đàn luôn mà. Đi. Được. Không biết là hôm nay anh chị tới tham khảo sản phẩm nhạc cụ nào đó. À, hôm nay em định đến xem guitar. À, đây là dàn guitar bên mình. Vâng, thế em xem thì hiện tại bên Việt Thương mình đang phân phối sản phẩm của các hãng như là Tango Wood, Taylor. Không biết là mình có tham khảo trước sản phẩm của hãng nào chưa? Dạ, em chưa, em chỉ biết là bên mình có Taylor là em biết. Không biết là còn hãng nào khác của guitar. Mình còn một số hãng khác như là của Fender. Fender, Cordoba, Suzuki. Fender như là của điện đúng không anh? À, Fender thì nó có cả điện lẫn thùng. Nó sản xuất cả guitar điện và thùng. Em thích guitar điện hay là guitar thùng? Đúng. Cầm con này có bị to quá không em? Không. Không à? Em thích cái gì to đúng không? Em thích cái gì to đúng không? Cái này tiếng đủ sáng chưa anh? Vâng, cũng sáng nhưng mà có sáng hơn nữa thì cũng tốt. em hay thích mấy tiếng sáng sáng lắm. Dạ. Em hay đánh ở ngoài trời. Cái này là Fender. Chắc quên mua cho em rồi. Nhìn cũng sẽ đánh ở ngoài trời yên tâm. Đây là của Fender. Nghe tiếng thì sáng hẳn. Sáng hẳn luôn ấy. Thế em cứ xem đi nhá. Cứ xem qua guitar để anh xem qua keyboard thì em thấy cái keyboard đúng không anh? À đây, khu vực còn đây là khu vực keyboard của bên mình. Thì hiện tại mình có những cái dòng sản phẩm của Casio. Casio đúng rồi. Này bé quá nhỉ, bé này, tiện này. Mấy dòng này thì nếu mà anh đi kiểu biểu diễn hay là quay phim ngoài trời thì nó cực kỳ tiện tại vì nó nhỏ gọn ha. Đây Roland bên này đúng không? Roland thì hiện mình có những cái dòng synthesize. Synthesize thì nó sẽ chuyên về đúng rồi, chuyên về tiếng điện tử. Tiếng synth. Khu này là piano điện của bên mình. Điện. Hiện cho mình em có thể cắm điện cho em thử một tí không? Anh đợi em xíu nha. Vâng vâng. Piano điện là có Roland với lại Kawai. Roland. Mình có Kawai. À, có Casio. Trước em mua cân Casio ở đây. Đây Casio của mình cái này. Đây là con ngày xưa tôi mua ở... Em có nhớ cái con piano ngày xưa ở nhà tôi hay chơi không? Là con PX1000. À, bây giờ lên PX1001 rồi này. Không biết là có gì khác, tí nữa sẽ check thử xem. Khu này lộng lẫy thế nhỉ? Khu này là khu vực acoustic piano mình thích nhất. Là mới... cơ đúng không ạ? Đúng rồi, cơ. Khu này thì bên mình vừa mới design lại.
Pinocchio thì mình có của Summit, Summit với lại Kawai. Kawai đúng rồi. Dạ, của Summit á, Summit thì anh sẽ thấy cái kiểu design của nó rất là hoàng gia. Oh, nhìn sang sang xịn mịn nhỉ, dạ, sang chảnh ấy. Ở bên trong nó có như kiểu là để em mở ra cho anh xem thử. Thì cơ á, nó hoạt động. Wow. Khi mà anh bấm một nút như thế này thì những cái búa nó sẽ gõ vào dây đèn và nó sẽ phát ra âm thanh, cũng như là trên guitar mình dùng tay để mình gảy vậy. Em thấy em hay xem trên phim, bây giờ em mới nhìn thấy ở ngoài đấy. Dạ. Với lại không may là thi thoảng nó bị sẽ bị kiểu là thời gian nó sẽ bị sai tiếng. Đúng rồi, người ta hay phải vặn vặn để mà kiểu là chỉnh. Đúng rồi. Thì cũng như guitar mình hay chơi á, thì lâu lâu thì nó cũng chắc là lâu lắm thì nó mới bị sai tiếng. Dạ, nếu mà mới thì tầm khoảng 6 tháng. 6 tháng. Còn nếu mà kỳ nó ổn định rồi thì tầm khoảng 8 cho tháng cho tới 1 năm. 8 tháng. À, bên mình chắc là nếu mà bán là chắc là đi kèm với gói kiểu là chăm sóc hết. Dạ đúng rồi. Nếu mà mua sản phẩm bên Việt Thương thì đều được bảo hành bảo kỳ, đều tặng kèm thêm gói. Sáng mai đẹp quá. Sau có tiền mua nhà rồi thì phòng khách chắc chắn phải có piano cơ anh em ạ. Dạ. Okay. Bên này là kawaii bên này đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Đây là những cái kawaii bên này là sẽ có cái này phát lên. Cái việc vác lên này chỉ là để cho nó đẹp đúng không anh? À dạ không, nếu mà để thoáng. Dạ đúng rồi, để cho âm thanh nó được thoát ra. À nó được thoát. Ừ, nếu mà mở càng lớn thì tiếng đàn nó sẽ càng vang. Càng thoát và thoát ra. Dạ đúng rồi. Cho em thử một xíu nhá. Dạ được anh. Có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người anh không. Tháng ngày buồn ấp nôm kỷ niệm, hát một mình hát cho nỗi nhớ đong đầy. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đến ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta. Thì anh thử xong cái này thì anh thấy giữa cây upright với lại cây grand piano á, cái cảm giác phím với lại cái âm thanh nó khác biệt nhiều không anh? Oh, upright và grand. Dạ đúng rồi. Cái bên ngoài kia là upright đúng không? Dạ đúng rồi. Là cái của cái summit. Summit anh. À, nó khác nhau dạng đứng. Có nghĩa là dạng đứng và dạng dạng nằm. Dạng nằm. À. Nghĩa là khi kiểu như này là dạng nằm. Còn dạ đúng rồi. Đứng. À. Giờ em mới biết. giờ em mới biết là có kiểu dạng đứng và dạng nằm. Theo cá nhân em thì em thấy cái nằm sướng hơn. Dạ đúng rồi. Ừ. Cảm giác là âm thanh nó sẽ nó đi vào mình luôn ấy. Dạ đúng rồi. Sẽ đi vào mình luôn chứ hơi khác cái gì so với cái đứng. Với lại cái kiểu action khi mình bấm cũng thích tay hơn nữa. Đúng rồi, thích tay nó thật hơn ấy. Thật là đợt đầu mới vào Sài Gòn em cũng đến đây, em mua con Casio ngoài kia. Fake-Cat 1000 để em về em tập. Thế mà cũng được gần 2 năm rồi ấy. Ơ nhưng mà em thấy là hình như là mình có tầng 2 đúng không? Em nhớ hơn được trước em lên là lấy đàn ở trên tầng 2. Dạ đúng rồi, là mình có tầng 1 và tầng 2 anh. Tầng 1 là showroom và tầng 2 là của bên mình. Của giáo dục, tầng 2 là của giáo dục luôn. Nhạc. Dạ, à, có nghĩa là cơ sở dạy nhạc. Dạ đúng rồi, mình có cơ sở dạy nhạc luôn. Ở trên tầng 1 á, thì nó sẽ là về các sản phẩm thuộc nhóm band. Nó gồm có guitar điện, guitar bass, amplifier và trống da và trống điện. Nghĩa là để tập luôn. Dạ đúng rồi.
tí nữa chắc em phải lên xin phép cho em lên xem qua một tí. Vậy mình cùng lên tầng 1 để okay. xem thử. Ok, em xem qua. Thảo ơi! Chạy đâu rồi? Xem xong chưa? Ê, anh bảo, lên đây xem này hay cực. Vào đường nào anh? Nhìn cảm giác giống thảm đỏ quá. Có cái thảm đỏ thì đúng là ấy rồi. Anh chị đi thang máy nha. Ồ, ôi có cả thang máy luôn này, xịn xò quá. Đây là khu vực thuộc nhóm bên của bên showroom Viettel 369 bên mình. Ôi, cái này là kiểu toàn thiết bị âm thanh nữa đúng không anh? Dạ đúng rồi, mình có cả thiết bị âm thanh ha. Cái này là chủ yếu là để nhạc cụ và mọi người tập band ở đây luôn. Hay là tập band một chỗ khác? Dạ, mình không có khu vực tập band anh. À. Cái này chủ yếu mình để thuộc khu vực thuộc nhóm band nhạc. À, có trưng bày bán. Dạ đúng rồi. Tổ bán bên nhạc. Dạ. Bên này là về guitar điện. À. Đẹp không? Thấy đủ màu sắc không? Anh thấy em hợp cái... Anh đang bận người ta hợp cái này. Sao? Anh ấy... À em thì em hợp cái này. Ừ anh hợp cái này, em thì hợp cái này. Còn đúng rồi. Ừ. Xem giá này. Anh thấy xem hay mấy youtuber ở trên mạng ấy, nước ngoài ấy. Đấy, ăn mặc kiểu... đẹp đẹp một tí xong rồi đánh trống nhiều view lắm. À, giống đánh trống trường ấy. Tôi chắc là anh cứ đi làm việc thì em xem trải nghiệm một tí nữa xong rồi tí nữa em chốt cái nào em sẽ báo anh. À dạ, nếu mà chứ làm phiền anh quá. Dạ, nếu mà anh chị có cần gì hỗ trợ thì cứ nói với vâng em. Vâng nha. Ok. Thì có gì em đi xuống trước. Dạ vâng. Dạ dạ em chào anh chị nha. Vâng. A few minutes later. Mấy ghế ra đây. Ok. Bây giờ đến lúc anh thể hiện trình độ như tại piano của mình đây. Em hát đi. Ok. Bài gì? Bài dễ thương đi. Bài gì? Thính thánh chứ. Bài Phải chăng em đã yêu đi. Của Chucky San đi. Yêu rồi à? Bây giờ không biết nên mới phải hỏi nè. Ok. Em xem nào, em xem nào. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say được chính tầng trời mây. Chắc luôn đấy. Được. Kiểu này là phải đi tu hành nè. Ôi nhưng mà cảnh là lắm lắm. Anh giọng em bèo cũng hòa chứ. Hòa không? Ừ, hòa phết. Thử guitar đi. Dạ. Anh ơi, cho mượn cái guitar được không ạ? Cho mượn cái guitar nhá. Mượn cái Taylor nhá.
Em thích cây này. Taylor. Thích cây đó. Đẹp bé. You're just too good to be true. Can't take my eyes over you. You're bent like heaven to touch. And I want to hold you so much. As long as love arrives. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes over you. Pardon the way that I said. There's nothing else to compare. This side of you leave me awake. There is no word left to speak. But if once you feel like I feel, please tell me know that this is real. You're just too good to be true. I can't take my eyes over you. Ta da ta da ta di da ta da ta da ta da ta di da ta da ta da ta da ta di da ta da ta da ta da ta. To be true. Chúc con này nhá. Được. Thích con này. Được. Đi. Chơi đá nào. Đùa. À, đi. Cuối cùng chốt được con này anh em ạ. Anh ơi, cho em lấy con này nhá. Anh tính tiền cho bạn em. Okay. Anh đùa đấy. Anh tính tiền cho em nhá. Vậy anh cho em cái bao đúng không ạ? À, để em lấy. Vâng. Cảm ơn anh. Ok, có lẽ là clip cũng đã đến đây cũng đã khá dài rồi. Và hôm nay mình với Thảo có một trải nghiệm khá là vui tại Việt Thương Music. Và hy vọng anh em nào muốn mua đàn, mua guitar, mua piano hay là mua trống có thể đến đây nha. Ngoài ra trên tầng trên có cả trường học nữa, dạy thanh nhạc và dạy nhạc cụ nữa. Anh em rất là hay. Ngoài ra thì các anh nhân viên ở đây rất là đáng yêu, vui tính nữa, nhiệt tình nữa. Anh em hãy đến trải nghiệm tại Việt Thương Music nha. 369 đường Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. And now love you baby. And it's a quite alright. I need you baby. To warm a lonely night. I love you baby. Just in just too good to be true.